Kỳ này, Nido sẽ giới thiệu đến các bạn một quyển sách thật xúc động. Đó là quyển sách Cây Cam Ngọt Của Tôi. Câu chuyện viết về cậu bé Ye Ye, thông minh lém lĩnh, sống trong gia đình nghèo khó và đông anh em. Vì nhà nghèo, Ye Ye ít được quan tâm, chăm sóc. Em ấy phải tự nghĩ ra các trò chơi, dùng trí tưởng tượng của mình để bày trò phiêu lưu, khám phá thế giới xung quanh. Ye Ye thông cho khu vườn nhỏ cằn cỗi là rừng rậm có cát treo, các rạch nhỏ là sông Amazon, các chuồng gà cũ là vườn thú với sư tử, hổ, báo đen và bầy vẹt sặc sỡ. Ye Ye rất thích tâm sự với cây cam nhỏ nơi góc vườn. Cả hai đã trở thành bạn yêu dấu của nhau, cùng trò chuyện tâm tình. Tuy tuổi thơ của Ye Ye đầy nước mắt, nhưng Ye Ye không thiếu những ước mơ trong trẻo bay bổng. Mặc dù Ye Ye không có năng lực, Ye Ye cũng rất lạc quan và yêu đời. Ye Ye làm cho tớ yêu đời và yêu mọi người nhiều hơn. Cuối tuần, bạn hãy rủ ba mẹ cùng đọc quyển sách này nha. Sách sẽ mang lại cảm xúc tuyệt vời cho cả nhà bạn đó.